Bạn xuất sĩ bóng vô sân xoá cùng dịch mây một căn trở nè chẳng là cố định mà ngay này đã dùng tờ mê riêng trang gồ và dùng tờ tiết. Ngay này đã dùng trong một hai bóng bóng bí đồ biếp ra pra trang gồ template text. Đảm bây dùng thuê cả output nơi dynamic content tờ căn web page bỏ dưỡng bạn. Chẳng ok, chẳng ở đây tới chìa trang gồ template text bạn. Trang gồ template text cứ chìa đồ biếp mối cứ chìa vật thi mối đại dương ai vừa cả tờ xe logic rưu cầu dương ai output data từ căn template của dương bản từ căn render data từ căn template của dương bản chương lưu biếtプラプラ Django template text cứ miền pì mà chương tìm mỗi cái miền là sự nhà nghiệp pì chứ hay những miền sự nhà địa rồi toàn hàng chứ nhà nó cứ dươngプラสำหรับ nông cá từ xe nơi logic tôi chỉ if condition và if else condition rồi còn loop với dương ạiプラ là sự nhà vậy nó là dương ạiプラ lại khăn loop năng is condition năng không năng bàn và trong vị trí môi tiệt tổng hợp năng cả output data cái dương pra khnip chế bình nhá dương pra khnip pi bình hay không năng dương đặt variable nhá variable năng không năng và variable tới đại dương tổng hợp output data trên bàn nhá chẳng là khăn lớn sự nhà phía rồi đi pra tổng hợp chỉ môi năng if condition hay năng loop hay năng khổ đi tổng hợp dương output năng variable bỏ dương trên màu nhá. Ok, chẳng dân chấp đã mà ủ theo dương tầm đoàn tới chẳng nhóm chọn thư ca output nơi data nơi không data bè dương mùi chùm nuốn chẳng mà nơi không page product bỏ dương ná chẳng nhóm sẽ loop tục môn hài tới nhóm ta ca pra loop ná nhóm pra for loop mối nạ thả ai nhóm sẽ tục ná ai rút ai loop nơi không product product ní nhóm nâng query via trên phía data bè mà nó chỉ variable là nếu nhầm xe priêng priêng tục dần á chẳng cả nào dân ba loop dân thử end loop bình nhá end loop về muối hay bạn bóng vô khơi nhầm đọ clear chứ tam bất đọ clear của bạn đấy nè phần này nhầm đọ clear thế là bây giờ dân nghe sửa mờ nghe sửa dù chẳng dân đặt end for mà bạn dân ba for loop hết dân thử end for bình nhá bạn đây cái này là dân thử pha data chỗ nữa dân thử pha product chỗ nữa pha ai chỗ cho làm value ai chỗ nữa của ai dân ai loop nữa không product ấy dân thử pha ai chỗ nữa ok chẳng đầm bay ơi loop nâng đầm nào cả thì người ta bị data bé bán thì dân thử chỗ tất cả view nữa ok phần tay nơi nông mê riêng muốn nhóm click cái này mùi nữa một vốn cho tới time tick bọn bọn mở tạm nhóm phải cho ai click này rồi có thể xây lấy này thử order này dân thử miễn date một chiếc đó date create một chiếc đó để nhóm click đã date create it mà model dot date time field rồi auto auto add mà true đó. Rồi set null một tiết null value mà true đây nè bạn ok chắc nhóm click cái này năng mùi nè thử make migration ra tiết của ấy dân thật bật cả tab bỏ thầm mấy ấy Python mình make dot py make my make migration nè say call make my create make my creation ok chẳng dân add field đẹp ní cho từ data bè bao giờ mùi thay mùi tiền á mày riêng nhóm muốn nhóm click nha. Chẳng dân bài create đi mà bạn chẳng oi nó là ní sau bị mê riêng trái nó bởi bọn ôn cho lòng nhóm click add field lại ní mùi nha. Ok, chẳng chọc ấy, dân dân tự lọc màu template text bởi dân quyến và chẳng là bây dân ai render data trên phía data bác cho màu page product này để pra template text này cứ dân cho ta view nó là bây dân sẽ xây logic nóng view và chẳng là bây dân tiên data trên phía data bác bán cứ dân thử per query nó là bây dân per query nó nóng view bán tìm mỗi dân thử import model thân á current folder dot model
import ấy kì import all nè vô all mà nè của không mà đéo dân import từng order dân vô all nó mà này là import từng order từng tag từng customer nè dân vô luôn nè bạn nè làm chưa nè nè rồi mà đéo import mà từng all mà cho mà từng all mà bạn dân ai xe logic nè không bạn bạn nhưng chẳng dân chọn từ output từ product product page nè chẳng dân cho lại product view mà product render mà bạn dân pra nờ query database nè chẳng dân đặt thả product variable nè anh mê riêng query nè bảo toàn chú bác tế mơ query nâng mơ à mê riêng query nó ở chú bác nè product product so thông nè vô ích phở dường như vô khả nè dot object dot all nè query vô all mà mong nè chẳng dân query vô all mà nè ok chẳng đâm bây dân à tiên data query nâng ឲ្យ output ចេញបានគឺយើងត្រូវដាក់នៅកន្លែងនេះណាដាក់នៅកន្លែង render នេះដើម្បីវា render អានេះអញ្ចឹងអានេះវា query data មកហើយបញ្ចូលក្នុង variable product នេះ product s នេះបន្ទាប់មកយើងយក product ហ្នឹងមក render ណាមកចូលនៅក្នុង render page product.html នេះអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងធ្វើ dictionary ណាគ្នាជិះគេហៅថា dictionary អញ្ចឹង dictionary វាមាន value ហើយមាន key វា bạn chẳng hạn khi bảo vệ khi dân đại các bạn đấy nè so với các bạn này đại lý các bạn đại các bạn đây những đại product tới ở về mở tới tận đường đấy product miền anh được nhé hay cái này nick value bảo vệ khi dân vô pi product product này product đại dân bạn query pi data bài mà nè nè hay à này cứ product đại dân query pi data bài máu hay à này cứ chia product value đại dương thử vô tập ra nơi template product của dương nha chẳng bỏ toàn vô dictionary tế tầm ở Merian Python á dictionary kì pra chẳng nha ok chẳng nhóm bỏ tờ product page với nhóm output vị trình máu bạn chẳng nhóm bạn sẽ loop tốc ái bạn chẳng nhóm sẽ for loop ai loop ai nâng loop loop in product nâng product nha cứ product nha nha product đại nhóm tờ xe nha 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 product nha nha bạn product nữa loop nó nữa bạn chẳng tập máu nhưng chẳng ai sâu ấy nông product nâng viên miên ấy viên miên attribute nữa miên attribute name miên attribute price miên attribute category nữa chẳng chẳng output ấy khác dân đã tạm nông màu nữa chẳng nhầm nhỏ ai dot của ai nó bị loop through cho nông product ở hay chẳng dân ai access tới bàn nữa chẳng nhầm đã thì mỗi cái nhóm đặt là product product chứ nhưng đặt ném đó product ném này product ném ok product dot ném là nó là mấy số ném sorry thử bật cả table sẵn đó thử bật cả table cái cả row sẵn đó tr mới sẵn đó dùng tr bạn tạo mã nó không tr dùng phải td mũi tiện đó bạn làm bây giờ mà cả row hay nâng cả lầm thamay mùi tiệt sorry này chạm dân vô variable này và cặp về mất tục về nó không thì đi này nè bạn chân ném ở lấy nhưng mà bằng hai bóng ôn lại ném sẵn á với chân ổn dương tâm mơ phê bao giờ lại vào đặng này và chân khinh với số ném cho mua product bởi dưỡng nha, dưỡng miễn bay một miễn trend miễn refrigerator những carpet nha ok chẳng dưỡng output trầm trở á chẳng ok, chẳng tìm mỗi miễn product tìm bí cả tạc kỷ riêng tìm bay prai chẳng dưỡng đã tạm kia chẳng mắc vì cho bà toàn tạm kia nha và copy pass mà lươn đại nít đã thá cả tạc kỷ riêng nha cả tạc kỷ riêng sẽ tạm attribute khá nế nha attribute này sẽ so tui cho dưỡng thử sẽ so tui đây nha đặt category bạn tạo một tiết tỷ bay prai prai sale mà sale bao giờ tờ page bao giờ tao bị chèn ở đó nhưng refresh mà ok trong việc chèn tâm tư đó chèn tầm lại mà bạn miền prai miền miền category tờ page chỉ indoor tầng đó ok chẳng dương miền tờ indoor tầng đó nhưng trong bậc cao outdoor mùi đó mọi thứ ở chẳng những cao product làm outdoor muối
đặt hạt phao thẹn đó, tám thẹn là nó đập để co nơi kéo tiếng đó, đặt ram rối, đặt anh ấy outdoor đó, chẳng dừng đặt đó để co nhầm sale mùi, thay product mùi tiền đó, chẳng lặng buồn, chạy dừng repair page dừng mắc cái việc lẹ đó, outdoor mùi tiếc, phao thẹn, tầm lại ram rối đó. Ok, chẳng lại nắng, lại product nắng, nhưng mà hai phần nắng, bạn, ơi chẳng nói so với to tiết, ta đo phải chọc video nắng, nhưng nắng thôi cả bill, sorry, thôi cả cho mùi nắng dashboard nè, dashboard thôi cả bằng hai nơi cái lại này, customer, create customer, create order. Hay nâng status khẳng lớn này ná, status mean order, mean delivery, mean pending, nhóm nâng show data chẳng phí database nâng query vô máu bằng hai người lượt dashboard ná. Ok, chẳng đâm bây dân thư query văn cứ dân lọc từ VS Code dân vến. Chẳng dashboard này ná, chẳng thử product như closure dân ná. Một đề lý của closure đấy, chẳng thử dashboard ná, chẳng thử xin ở dashboard. Dashboard nhóm xin lấy ná, lấy customer ná, customer nâng order này. Nà, customer and order. Ở đây lại này nhưng mà cái order này đặt mà phone chân á, nông mê riêng này. The order nó thật nên là tại tọa mê riêng khỏi mê riêng này phở vô phone chân á, đồ mà phone chân. Chân lại order này nhưng đặt hai phone bên á, đồn tích. À này sẽ xây lời mùi nữa, lục chào mùi hàng lớn này á, sẽ tế ấp lén, ấp tục lén chào chân này. Tập pi năng á, lục, năng chào mùi, và sẽ chìm miền. Chúng ta đặt phone máu bạn mà to mà tiết dương thử fra loop nơi cái này nè fra loop nơi khổ customer nè phone nè bằng tay dương tư view mà toàn thiện nè chứ là nó dashboard từ nơi home nè nơi home dashboard cái logic đấy nè bạn dương query hay dương thử ca thử query đấy nè dương query tệ tồn ấy thì mỗi đặt hả query your customer màu phi database bạn chứng customer dot object dot all nè bạn chấm query mà bạn ấy bạn ai nhầm thử vô order tiền đó đã order mà hỏi order mình add thế nè phù này à này table order bao nhiêu à số thùng nè object dot mouse dot all nè, not all, bạn. Ok, chẳng phần năng sẵn. Chẳng hàng khổng này khi dân phở dictionary lại nè. Phở chẳng các bạn này, bởi chừng nít dân ai to tiết nè. Bởi dân dân xây lại nè tới, bởi dân miền chớn dân ai to, dân phở comma nè, to tiết tới. Tại miền thì mùi tiết dân ai mà chăm đặt nơi lại nè nghe, dân đặt variable mùi các bạn này nè. Chúng ta phải bằng hai vị vật thi một tiết này cái này nè. Chúng ta có variable mới đã thay context nhé. Context, hay store, store dictionary tương ốc nó không context nâng mong nè, variable context nâng mong. Chúng ta dictionary, chúng ta chọc vào toàn này là mình sử dụng mới nè. Tạm phát dừng xe tròn chế cả bạn này. Chúng ta chọc vào toàn cũng là mình cầm ở viên về chứng. Chọc vào toàn cũng bị ọt bạc càng này nè. Chúng ta phải make dictionary, chúng ta đã thay customer đôi càng khổ ổng chứ nè đưa hàng đi chăng nè đặt customer vì mình key value và mình value bởi vì nè customer up customer đồng lại p customer nè ai order vì dòng lại p order đây nè order đặt comma hỏi nè. Ok, chẳng dương cho xe dictionary hay store vô nó không cần thạch nữa. Dương còn đã vô cần thạch nữa, vô mà đạt lại như mà nữa. Bạn, mà đạt lại như render mà, cứ vi render màu hỏi nữa. Chẳng ngày khối miễn phê rồi khối, dương miễn dictionary, dương miễn thay một tiết, dương thay một to to tiết mà. Đạt lại cần thạch nữa, tốt này chẳng vi châu màu tạm năng tiết á, ô tô màu tạm năng. Bạn, dùng kết thả vật thi nữa vi sửu chiền, chẳng bóng phôn kết thả vật thi nào sửu ra tạm. Dương dù khởi nhé bạn ok thì chắc nhóm bạn query customer hay order mà hỏi bạn chắc nhóm từ làm bây nhóm vào hai lần lại đi nữa
Nhưng refresh mỗi xem bạn đồ mà phố nữa chắc nhóm trong và hai customer lấy cái lấy cái lầm này hay năng phone lấy này nè chắc là bây giờ bằng hai cái chúng ta dashboard bây giờ bạn lấy nó dùng phở for loop này nè dùng phở Django tag nè nó gọi là Django tag for loop này ta nhóm đặt đặt ai ấy nè đặt ấy bán này dù cho nắm về nhóm đặt thằng customer nè loop ở về loop nông ấy customer này nè customer đại diện bán query nè customer này nè bạn à nắng á vô trang này chụp bài trang trang end loop mà end loop wing end for bạn lại nãy trang thử to hay td nè td hay bạn trang chấp đam place variable cho nè dạ đóng bay chẳng yên trong mà hàng ấy hàng hai nhẹ customer này nè của ấy về loop mê riêng loop nè nhưng mà đôi ở thời vô sáng tiết đi mơ mê riêng loop đằng này nè chẳng customer này về loop nè không nè chẳng dân phở này bà nữa nè chẳng phở này bình nhá customer dot ai kê ai show attribute name nè chẳng dân ai lại nè về show customer name nè customer chung môi nâng attribute name bằng khổm tiết ở sau lịch tụ sạp nữa hình ấy bạn cho nhóm đặt hàng khổ máu đấy nó còn đầu attribute phía ở việc từ phone nữa hay xe mà hay nhưng mà ta refresh mở nó tôi chân nhọn bạn ok chân trăm trái này bạn lấy chú sau nhóm bàn cái cả một nhóm đặt nhẹ nháy nó là nhóm cài ở miền sôn là bị vậy đo ngày chẳng tất là miền chân user customer dưới là miền bay nhẹ nó miền bay nhẹ dương tầm mơ không admin page cả khơi này này bay nhẹ nâng nữa bay nhẹ nâng ai lấy trụ sao quạt chẳng nữa ok chẳng lại nếp bàn muối hay nâng lại nên mối tiền đó chừng thật thờ lại create order mối tiền chẳng dương tầm VS Code màu cho một khổ vậy nhá lại nâng cứ nâng lại nên nữa miền product date order status update remove này product dead order status update remove mà ok chẳng à nó cứ đôi code càng lớn á chẳng dùng copy bị lơ mà các bạn này nè đây nó dùng một hàng tiệm bọn đường order nó dùng phá máu rồi cái này nó dùng cài viết từ chìa order với nhá. Order loop được nóng ấy được nóng order từ này nè hiểu nông dù đi nè order min n này ở loop nó không nâng loop nông data bé đại dương bàn query mà nè chỗ nông variable nâng nè chân thôi ca loop phải dương ai phở order này hay nè chân cái lại nè dương thời phở nhung copy mà tới order dot đây kế tìm mua dương miền product nè product chân dương đạo product của đời nè và nếu mình relationship cho mỗi order đó, product này mình ăn đó, bạn chẳng một hàng product và tỏa một tiết lại đi order ở một hàng đẹp đó, một hàng ngày khai để dân create chẳng dân đặt ta mà attribute viên đó, attribute viên bạn copy to thêm mà chẳng dân mình status một chiếc đó status một chiếc dân to thêm mà dân đặt order ở vị trí pi data set pi data bài mà nó set bạn bạn chẳng sale mà nhầm refresh một lần á ok chẳng chẳng khơi nhà phần này nè tại nơi product ở trên mà chụp mà tính về error ấy kì nhầm tầm mơ model thì nữa product min e nè dùng phở min e bằng trời lại nè bạn chẳng nhé lệnh mở dây khó rừng e nâng ọt e nâng bạn chẳng dùng trăm trời nè bạn ok cái nơi sau update nâng remove nâng cứ nhầm chẳng phở chia lẹ gần ạ ai click bán á click bán phở chia link chào mỗi thể dùng click toàn bán đấy nè
không mê riêng năng hoặc là thơ linh cho thì chẳng những cho và toát tiện mà time TD mùi tiết bạn hay dùng para nơ hrip nữa hrip nóng hrip nâng dừng ở toàn linh tên à thế bạn còn đợt xe thay thò về tục cho nó update mùi bạn tìm phí dân chọn chẳng ấy chẳng link delete nữa delete bạn. Chẳng vì thơ ca loop mà hay về sổ về một hàng nhà ta ta mùi 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 nữa và đặt thì mùi tỏ mắt và đặt thì pì vậy chẳng thể tổ tầng state tầng anh màu chẳng nữa chẳng nhầm refresh mùi điện chẳng ok chẳng khơi miền thread mía hay miền ngày khai chẳng hay miền pending hay miền liệu nạ để ai click bàn á nhưng miền delete miền update thế click cho toàn đồng nai ca thế nữa còn là tục chào sân thế bạn chẳng những bạn block hàng này hay những block hàng này chẳng những thứ hàng lớn này tiền á, nơi hàng lớn này mùi tiết trong một hàng ở total order, total delivery, total pending bạn. Ok, chẳng những cho từ VS Code mà dưỡng hàng lớn nó status bạn, biết tệ phần từ năng status page nhé. Chẳng những cho tới dưỡng close dashboard cháu bạn, dưỡng cho mà status nhé. Hay là dùng hai số code nó status vì ta chênh dashboard đối xa dashboard nó vì miền inheritance bì tiên bì status mà nó là anh khẳng lớn này dùng miền include status nên chênh dùng mà chăm xe lỡ dashboard đấy nó dùng xe ta lỡ status mà vì số nó lỡ dashboard đấy nó chênh dùng là cả total order total delivery này nó pending và dùng bỏ từ view dùng tiết dùng thử query tiết nó query vô à nè vô à chân luôn à sở rộp này ca order chân luôn delivery ấy nâng mà chân dân query tiệt mà dân đặt thá total customer smart bờ sân chìa dân ở toàn miền dân ở toàn xe khẳng lớn đi tê giờ toàn query thì dân thở phở chế ná customer xe không customer dot object dot all dot count ná đam mây rộp chứ nguồn customer hay store nó không variable này dân thở count ná anh ấy bây giờ dân ở toàn bàn query hàng lớn này dân thở phở chế tại dân query màu hời ná dân query bị châu không này hời chân mạch pra chế tê về ná vô customer đã query hai nâng vô mà pra tầm bà đoàn ná bạn nế customer này hai dân đã method count màu ná đã tập phần đăng máu ba này bạn còn mà tiết total ok total order ná total order đây ná vô order nâng mà tiết đôi cái này ná mà chăm xe về nhưng của nâng việc query hai ấy vô vô màu màu pra màu count bạn. Cho nên viên total chấm luôn hay viết store nó không variable. Và chẳng những nâng miền tiền delivery nữa, chúng ta hay mà miền delivery bạn. Delivery dùng phở filter bình lại ní nữa, dùng phở filter chẳng dùng phở order dùng nâng từ đấy. Vui dùng trong chạp vô order đó đây vì status delivery nhé chẳng dừng thử cho vô anh ấy cứ vì chùm nguồn khảo hay anh ấy vô chùm nguồn product chùm product chùm ấy tại bởi dân chọn filter vô vì chìa delivery pending rư gò miền ấy cái miền out of delivery ấy anh ấy ta dùng phở filter nhé chẳng dừng phở filter mà dân chọn vô ấy status vì bằng hai status mỗi là mình chúng ta delivery và chẳng ấy delivery click i và delivery sẽ là so thống đi tại sao dân vô bị nè dân vô bị model bao giờ đó rồi mở model đi không model bao giờ delivery nó dân sẽ là so thống đó chẳng vì chạp bị status mà vì query á
dừng ở việc chỉ làm ở việc filter nhé, ở việc filter do tại delete grid màu nhé, à code filter nó miền này chẳng chừng nhé, bạn để chẳng mùi tiết dừng chẳng filter do pending chẳng dừng nè pending mà ở việc store nó không variable pending order dot filter dot filter setter mà pending nhá, pending sẽ so thông nè, thông bị đổ bông nè, chẳng sẽ đôi cái nè, ta sẽ kho nía con này nè. Ok, chẳng mà ô dân phải phơ count này nè, vừa nãy dân phải drop chùm luôn nè, time count là cái tôi diệt nè, bạn count pending có count này nè, ở việc drop chùm luôn pending á, vừa dân thời ca drop chùm luôn pending chẳng phơ count, bạn và tôi mà tiết dương thử vào chỗ với tôi khăn ông contact này nè dictionary contact nè bạn bạn mình này vả thế nè copy chạy màu ba này hả màu chẳng dương miền ấy thầm mấy dương miền total nè total total underscore customer rồi chạp bì ấy chạp bì total customer đây nè bạn nè total customer có một tiết total order total underscore order rồi chạp bì ấy total đã này món á total underscore order đây nè bạn cho về trong dictionary ở đó delivery tiết cho bạn dùng cho render nơi template dùng chỉnh á delivery từ ấy delivery đôi kia nữa này này còn khổ trong khối cái pending đợi ngày này mà nhé anh ấy vô PA vô PA pending á bạn chẳng dừng bây giờ nông dictionary hay anh thích những viên đang render auto nè render nông home page nhớ bạn nông home page nhớ nè nơi trong dashboard nó viên render chỉnh pi contact nó nữ data để dùng bàn query chỉnh màu nữa cái dân chấn dân thử từ status vừa dương này nữa màu status vừa dương trong hàng cái lại status chấn ở đây là dương thử đã nó nhưng lo chào lại này cột chấn dương lại nếu dương đã path variable total order nữa vừa này ồ, bị lơ mà sân á mùi mùi sân, anh đi lơ kì total order chứng do total order mà bạn nơi không dictionary vào dương á nè underscore, underscore đôi kìa nè order order đôi kìa nè, order, order mình nè sale mối thằng khổng này delivery nè, delivery delivery bạn delivery sẽ delivery đôi cái này nè count á anh chụp luôn để bị count này và được cái này pending á pending chẳng pending 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 bạn ô anh ấy vừa dựng đạn đi sân sorry bạn chẳng dừng bị pha tầm lại cho lấy nè pha tầm lại ví dụ nè nè pending delivery total order total customer vô mà pha cho nó status 8 card bởi vì nâng nè nè 8 bởi nè nè cho nhóm xa refresh mở nè vì chênh ai ớt vì chênh nhà ní bấy chênh nhà ní rô hà ní ớt chênh mở thân error ek total order
Từ mơ total order trâu ớt ồ tal tô nè nó vinh nhóm mà nhóm total order ok chẳng chẳng trâm trở nè bạn chẳng dân viên order chùm luôn bấy bạn nè. Hay pending ở bay đấy nè pending bay đài nè order pending chẳng delivery zone nè tại sao giờ toàn miền nè chẳng là bây giờ trong việc lẹ mau delivery cứ dân còn để cho từ admin pay bây giờ mới dân cho lại order bạn mình vô product nào mùi mà mình vô lịch mùi nè đồ việc pending mà delivery mình nhé delivery mình hay sale mà tao mới dân từ pay mà dưới refresh mà chắc việc khi load bị pending mùi nè mình bấy là lấy lệ sau pi vậy nè ví châu máu delivery mùi bình hay chúng luôn order drop nợ bay này nè ok chắc là biết pra này template ở dưỡng render trên màu page web page bao dưỡng cái thôi chẳng mà cái dưỡng pra dưỡng mùi query nè dưỡng tôi dưỡng cho bạn query dưỡng cho các bạn template bỏ Django bạn là miền là pi và phê nó tìm mối tìm mối dân ra cho mối person sign mối sinh nhà phía rồi dân phở condition mà nó for loop for if condition này nó chọc cho mối năng n n for phần hai thì pi dân phở sinh nhà khnia pi nó khnia pi là bây dân ai pa variable cho nó không năng chẳng về cái lạnh cho lọt nắng viên năng so variable là dưỡng bán phá nó không nè ok ok chẳng mê riêng thằng ngày nâng miên tại phần năng tế bạn học con cha dùm rạp cả tam nàn tu sân bạn xin khâm nào bóng phá ôn nâng rịch rìa bạn học con cha chìm rịp liền.